cho nó ăn nhờ kem thối bóc ngun ngút cái kem có cái muỗng nè pha giác. Giờ xin chào quý khán giả thân thương trở lại với kênh Miền Tây 63 nha. Và trong video lần này thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người mà một chỗ bán kem khói giống như các bạn Trương này đang ăn nè đó. Khói bút lên ngun ngút luôn. Đó, kem. Đó. Ở đây là 15 ngàn một hũ đó. Mọi người mua rất là đông luôn. Mình đang đứng ngay giờ học sinh tan luôn. Đang đứng trước cổng trường tiểu học B Hòa Khánh nè. Đó. Cho nó ăn nè, kem khói bốc ngun ngút luôn. Cho nó gà khói. Đó, khói nè, không? Wow, phê phê. Nó lên kìa, nó ăn kìa, phê quá trời luôn. Khói khói ra rộng luôn kìa. Ủa Quý mua kem khói hả Quý? Này, thằng này anh bán kem khói nè. Mọi người ở học sinh tan học ở gần khu vực này thì có thể đến mua ủng hộ ảnh nha. Gần cạnh trường tiểu học với trường cấp 2 Hòa Khánh mình luôn á. Thì hình như là cái lúc đầu là người ta cho thêm cơm vào, cơm vào cái ly trước á. Lúc trước mình có đi bên An Giang á, bên gần Phật giáo Hòa Hảo thì cũng có chỗ một chỗ bán kem khói khá là ngon. Với lại ở dưới cái bè mình á, gần cây xăng Hiếu Nghĩa cũng có chỗ một chỗ bán kem cuộn Thái Lan. Mình có ăn một lần rồi nhưng mà hôm nay lý do là sức khỏe mình không có ăn, mình chỉ quay phim với bạn này thôi. Đó. Nhìn thấy anh này bán kem khá là hấp dẫn luôn á. Đâu đi kem ngun ngút luôn kìa, bán đắt siêu kinh khủng luôn. Có cây kem, có cái muỗng nè, đó, nhìn quý. Đây, cây kem bóc khói ngun ngút luôn rồi mấy bạn ơi. Đó, ghê luôn. Này Quý, ăn đi Quý. Đó, này là, ủa này là cơm hả anh? Cơm nổ hả? Cơm vàng á, cơm bắp. Đó, bà con quý khán giả mình ai ở gần khu vực Hòa Khánh thì chắc chiều, ủa anh bán ở đây hàng buổi chiều luôn hả anh? Bán buổi chiều ngay trường học đây nè thì lại ủng hộ anh này nha. Đó. Trong mình thủy mình chế ra nó bốc khói luôn á, rất là lạ luôn á. Đó. Đó pha chế hay sao mà mình cũng không biết pha luôn sao, hình như có nước thấy bốc khói rồi này. Cực kỳ khói luôn. Đây là cái phần kem. Kem chảy ở trong. Kem ở trong nó chảy hết trơn. Nãy giờ móc lắp ra nó vô á. Dạ. Ủa này là 15 ngàn phần hả anh? Dạ. Đó. Anh bán này buổi chiều luôn, mọi người ai có ủng hộ thì liên hệ trực tiếp ở chỗ này nha. Đây. Có chiếc xe kem khối. Ghê. Rất hấp dẫn luôn. Đây mấy bạn học sinh đúng giờ tan học rồi mấy bạn ha. Ở quê mình tại vì chỗ này mình có bán thôi, thường thường đi xuống dưới mấy thị trấn lớn mới có chỗ bán chứ. Đây là mình thấy lần đầu tiên ảnh bán ở đây luôn á. Đó, ba ly kem khói nhìn hấp dẫn á. Đây màu sắc luôn. Ở đây có cái muỗng với vào một cái ly. Đó. Đó mấy bạn nha, cầm cái kem ốp khói ngút luôn. Đây. Bốc khói nè trời, nhìn đi kem bốc khói. Đây. Đó, bây giờ là đúng học sinh tan học là kẹt xe chỗ này quá trời luôn nè. Trong trường cấp 2 đổ ra. Còn bên phía khu bên đây là khu đất trống á, bây giờ người ta san lấp mặt bằng xong người ta xây luôn á. Rồi trước cổng gửi trường cấp 1 nè. Đó, mấy bạn đang ngồi ăn trong góc này nè. Em đi lại mình hỏi thôi. Thấy ngon không Trường? Ngon không hết lẹ vậy? Nó đây nâu mà nó nghĩ lúc nào nghĩ mà. Ngon không? Ngon không? Ngon. Rồi. Ngon. Hết khói à? Hết khói hả? Ui hết khói lẹ hả? Hết khói lẹ không? Ai bỏ chừng nó vô thằng không à. 5 phút hả? Kế bên nhà là mua vô cho anh liền được. Mua cầm miếng nước á. Đó. Bút vô cái. Dạ. Thôi ra cái. Hết cho chài ra đọc cái văn nhà luôn. Quá trời khói luôn. Hết khói rồi, bỏ chút xíu là hết khói rồi. Được cái trên bề mặt lớp kem nữa hả? Ở dưới là cơm. Đầu anh bán đắt quá trời luôn kìa. Quá trời luôn. Mình đứng xa xa thôi mình thấy. Đúng là giờ cao điểm là học sinh nó bu ra bu đen luôn. Còn bên kia có chị bán bắp nướng nữa kìa. Hôm nào mình có sẽ dịp mình sẽ quay cái bán chị bán bắp nướng mình đó. Đó.
này anh nói anh đang lu bu á, nên mình không lo anh bán, không mình không có hỏi được nhiều. Tiến lại gần mình coi mấy bạn mua nó nha. Mấy bạn này thắc mắc lâu lâu có món hot lạ ở dưới quê mình đó. Phần cơm này là phần cơm anh chuẩn bị sẵn rồi, mình chế trong mình thủy đó ra, mình kem tạo độ khối cho cái ly kem, xong rồi mình sẽ gấp kem ở trong cái thùng đá đó ra. Mai lên tới Củ Chi luôn hả? Dạ, cái anh Thảnh đang bán ở trên Củ Chi luôn. Em đi bán mướn. Bán mướn hả? Anh bán mướn hả? Dạ, bán hàng ngày cho anh. Dạ, em tưởng anh là chủ luôn. Không có chỗ đâu mà mở này. Dạ. Ủa được mà, không hả? Anh mở vẫn được mà, ta cái này thấy cũng đơn giản mà. Nói chung khoảng tiền nếu mở này bạn vốn khoảng 50 triệu á. 50 triệu hả? 40 triệu. Không, mà lúc trước em có đi quay một chỗ bên An Giang, bên cái bên ấy cũng có bán ở dưới cái bàn, cái chỗ cây xăng Hiếu Nghĩa, cái chỗ trường Quỳnh xăm á, cũng có chỗ một cái tủ kem kem cuộn Thái Lan luôn anh. Dạ đúng rồi. Mua cái máy. Quan trọng là cái máy làm kem không anh? Cái nước. Dạ. Dạ. Cái bình chứa đó là nước mát. Mua là 37 triệu. Dạ. Cái bình chứa này hả? Còn cái nước thì có nghĩa. Dạ, cái bình chứa hơi khói mắc dưới ta. Đó, đây xung quanh mấy bạn đợi quá trời luôn, tò mò. Rồi anh này anh chỉ là bán thuê cho chủ của anh thôi, chứ anh nói là vốn để mà bán một ngày kem này là khoảng 50 triệu, nên là anh không có bán. Khí để làm kem đó. Đó. Đây là bạn này ăn cuồng nhiệt quá, thấy ngon quá bạn tiếp nè. Rồi, cảm ơn nha. Đó. Đó. Ủa chừng nào lại đây anh bán nữa anh? Cái này tùy anh thôi, cũng như chủ sắp mình bán chừng nào mình bán chừng đó chứ không có biết chứ. Ủa vậy hả? Hàng chi bữa nay em thấy lâu lâu mới có lại đây, em thấy lạ. Chủ người ta giỏi trường. Dạ. Rồi kêu mình đi bán chỗ nào mình bán chỗ đó. Đó, cách quá trời luôn. Dạ. Mấy bạn nghe, mấy bạn nữ thì cũng phải ăn đường ngọt, nãy có mấy bạn nam ăn như vậy. Người nam nữ không được ăn được luôn. Đó. Cách quá. Anh nè. Vậy là anh không có bán cố định, là người ta kêu anh đi bán chỗ nào là anh bán theo chỗ đó thôi, chứ anh không có bán cố định được. Giờ tới mấy bạn đi về sau ghé mua. Đó. Bạn tan học sắp hết rồi, đây bên đây trống lỏng hết trơn rồi nè, sân trường vắng, còn trường cấp 1 này giờ cũng tan rồi. Đây có một nhóm bạn đang ứng đang này nè. Ê, ăn thử thấy ngon không vậy? Em ăn thử thấy ngon không? Được cái mùi thôi hả? Cái màu thôi hả? Lớp trên là kem thôi, dưới là cốm ngán không? Mình được lên TV đó. Mình được lên TV rồi. Chỗ đó không có đâu nha. Anh được lên TV đó mọi người. Có không? Anh đâu có lên TV đâu. Bây giờ đầu tiên. Vậy đó hả? I recall.